nhằm cụ thể hóa các cam kết đạt được tại kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Uruguay, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và Cơ quan xúc tiến đầu tư xuất khẩu và hình ảnh quốc gia Uruguay đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU về tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại. Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam Uruguay năm 2018 ước tính đạt 140 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với năm 2017. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Uruguay ước tính đạt 82 triệu đô la Mỹ, tăng 17,3%. Nhập khẩu của Việt Nam từ Uruguay ước tính đạt 58 triệu đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, con số trên vẫn chưa xứng với tiềm năng của hai nước do một số thách thức về khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ. Theo biên bản ghi nhớ, hai bên nhất trí sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới để từng bước khắc phục những khó khăn, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông sản, công nghệ cao và phần mềm, dệt may, đồ gỗ, thủy sản, v.v. nhằm nâng cao hơn nữa giá trị trao đổi thương mại song phương và đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước.